xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với bộ sưu tập 1000 đề can lấp lánh của vùng đất Sâu Tây. Bộ sưu tập gồm có 1000 hình dáng lấp lánh, 4 chủ đề hấp dẫn và rất nhiều trò chơi thú vị. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's go! Các nàng công chúa của vùng đất Dâu Tây bao gồm nàng công chúa bánh dâu, bánh chanh, bánh cam, bánh việt quất, bánh mâm xôi, bánh mận và các bé Dâu Tây. Đầu tiên, chúng ta sẽ tách các sticker ra trước. Trong các video trước, mình đã giới thiệu cho các bạn vùng đất Dâu Tây quyển 2 và quyển 3. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn vùng đất Dâu Tây quyển 1. Nào, chúng ta cùng khám phá xem quyển 1 có chủ đề gì nhé. Đầu tiên là hồ sơ công chúa. Ở vùng đất Dâu Tây diệu kỳ có 6 nàng công chúa xinh xắn và đáng yêu. Chúng mình cùng làm quen với các nàng công chúa nhé. Thứ nhất là nàng công chúa bánh dâu, còn được gọi là công chúa ngọt ngào. Đây là hình ảnh của nàng công chúa. Còn đây là biểu tượng của tớ nè. Nơi ở của tớ và thú cưng của tớ đây này. Tiếp theo là nàng công chúa bánh cam. Tớ là nàng công chúa bánh cam hiếu động và hoạt bát. Bạn bè thường bảo tính tớ phóng khoáng như con trai. Tớ mở một cửa hàng tạp hóa bán rất nhiều thứ. Các bạn biết biểu tượng của tớ là gì rồi chứ? Hãy quan sát nơi ở của tớ và hình ảnh của tớ nhé. Đừng quên thả tim cho các nàng công chúa. Tiếp theo là nàng công chúa bánh mận, còn được gọi là nàng công chúa thanh lịch. Tớ là bánh mận, môn tớ giỏi nhất là khiêu vũ. Tớ biết nhảy tất cả các điệu vũ quốc tế. Vì vậy, tớ mở một lớp nhảy để giúp mọi thần dân của vùng đất Dâu Tây đều biết khiêu vũ. Hãy quan sát hình ảnh, thú cưng, biểu tượng và nơi ở của tớ nhé. Nàng công chúa bánh việt quất, công chúa thông minh. Tớ là công chúa bánh việt quất, tớ thích đọc sách, sáng tác thơ văn và viết sách. Tớ có một hiệu sách nho nhỏ, ở đó có rất nhiều loại sách do chính tớ sưu tầm. Hãy quan sát nơi ở, biểu tượng của tớ, thú cưng của tớ và hình ảnh của tớ nào. Nhớ đăng ký kênh Châu Chi TV nhé. Đừng quên thả tim cho các nàng công chúa. Tiếp theo là nàng công chúa bánh chanh. Tớ là công chúa bánh chanh, tớ thông thạo tất cả những kiến thức liên quan đến làm đẹp như tạo mẫu tóc, làm móng tay, trang điểm. Hãy quan sát hình ảnh, thú cưng, biểu tượng và nơi ở của tớ nè. Tiếp theo là nàng công chúa bánh mâm xôi, còn được gọi là công chúa khéo léo. Tớ là công chúa bánh mâm xôi. Các bạn đều nói tớ rất khéo tay. Tớ thiết kế nhiều bộ váy xinh xắn với đủ kiểu dáng. Cửa hàng thời trang của tớ lúc nào cũng nườm nượp khách đến mua sắm. Đừng quên thả tim cho các nàng công chúa. Tiếp theo là thử tài tay nhanh tinh mắt ở vùng đất Dâu Tây kỳ diệu. Chào mừng các bạn đến vùng đất Dâu Tây. Đây là nơi ở của các nàng công chúa xinh đẹp đấy. Bạn hãy quan sát thật kỹ để tìm ra những miếng dán thích hợp, rồi dán vào từng vị trí tương ứng, hoàn chỉnh bức tranh dưới đây nhé. Các bạn có đoán ra được đâu là nơi ở của các nàng công chúa nào không? Nơi ở của các nàng công chúa thật là đẹp. Cùng ngắm lại những tòa lâu đài xinh xắn của các nàng công chúa trong vùng đất Dâu Tây nhé. Đừng quên thả tim cho các nàng công chúa. Các bạn ơi, hành trình trở thành nàng công chúa bắt đầu rồi nè. Chào mừng các bạn đến trạm đầu tiên, ngoại hình dễ thương. Một mái tóc phù hợp sẽ khiến bạn trở nên xinh xắn hơn nhiều. Chúng mình cùng các nàng công chúa khám phá bí mật của mái tóc nhé. Tóc thẳng mượt mà khiến bạn trông nữ tính lại vừa chín chắn. Cột tóc đuôi ngựa trông bạn vừa khỏe khoắn lại vừa năng động. Buộc tóc hai bên khiến bạn trông vừa tích nghịch lại vừa đáng yêu. Cùng ngắm lại ngoại hình của các nàng công chúa nhé. Muốn trở thành một nàng công chúa xinh đẹp thì trước hết bạn phải có một cơ thể khỏe mạnh, thân hình cân đối. Chúng mình cùng xem các nàng công chúa rèn luyện sức khỏe như thế nào nhé. Nhìn kia, bánh cam và bánh chanh đang dắt chó đi dạo trong công viên đấy.
Yoga giúp tĩnh tâm, tinh thần nhẹ nhõm. Chúng mình cùng Bánh Sâu và Bánh Việt Quất tập yoga nhé. Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới. Điều quan trọng nhất trong bóng đá đó là tinh thần đoàn kết. Chúng mình mau ra sân đá bóng nào. Sau khi tham gia hoạt động thể dục thể thao, bạn đừng quên uống nước để bổ sung lượng nước mà cơ thể vừa mất đi trong quá trình tập luyện nhé. Bạn còn chờ gì nữa? Mau lên kế hoạch tập thể dục thôi nào. Cùng ngắm lại quá trình rèn luyện sức khỏe của các nàng công chúa nhé. Đừng quên thả tim cho các nàng công chúa. Nàng công chúa nào cũng cần những bộ lễ phục lộng lẫy. Công chúa Bánh Dâu có rất nhiều bộ lễ phục. Chúng mình cùng xem tủ quần áo của Bánh Dâu nhé. Đó là lễ phục kinh điển màu hồng. Màu hồng sẽ tôn lên được vẻ đẹp ngọt ngào. Lễ phục màu xanh biểu hiện sự thuần khiết. Lễ phục màu ánh kim, màu vàng kim thể hiện vẻ quý phái. Lễ phục đính châu ngọc, bộ đầm tinh tế điểm xuyết những viên đá quý lấp lánh. Trang phục ở nhà thiết kế rất đơn giản, giúp công chúa Bánh Dâu có thể thoải mái chơi đùa cùng cún nhỏ. Đừng quên thả tim cho nàng công chúa Bánh Dâu. Giày và túi sách cũng vô cùng quan trọng. Công chúa sở hữu rất nhiều giày dép và túi sách với các kiểu dáng màu sắc khác nhau. Cùng ngắm nhìn bộ sưu tập giày dép và túi sách của các nàng công chúa nào. Trang sức cài đầu và phụ kiện kèm theo cũng rất quan trọng. Chúng mình cùng xem các nàng công chúa phối hợp phụ kiện như thế nào nhé. Cặp tóc xinh xinh, trông các nàng công chúa dễ thương chưa kìa. Đôi khuyên tai tinh tế khiến các nàng công chúa càng cuốn hút hơn. Vương miện lấp lánh là biểu tượng của các nàng công chúa. Nhiều kiểu mũ vừa tiện dụng lại rất xinh xắn này. Vòng cổ và vòng tay làm tôn lên vẻ đẹp của các nàng công chúa. Những chiếc thắt lưng điệu đà khiến trang phục trở nên hoàn hảo hơn. Cùng ngắm lại các phụ kiện dễ thương của các nàng công chúa nhé. Đừng quên thả tim cho các nàng công chúa. Chúng mình cùng trang điểm nào. Các bạn hãy chọn miếng rắn, hình trang phục và phụ kiện phù hợp để trang điểm cho hai nàng công chúa dễ thương nhé. Đừng quên thả tim cho các nàng công chúa. Chúng ta cùng ngắm lại hành trình thứ nhất của các nàng công chúa dễ thương trong vùng đất Dâu Tây nhé. Các bạn thích nàng công chúa nào nhất? Hãy để lại bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Video dán đẻ can lấp lánh của các nàng công chúa ở vùng đất Dâu Tây đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên like, đăng ký, chia sẻ cho bạn bè và đón chờ những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.